Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, các cầu thủ Cadiz khép lại 2 giờ luyện tập nghiêm túc từ phòng gym đến sân tập. Nhưng tất cả quyết định nán lại vì sự xuất hiện của một gương mặt vô danh. Họ thích thú khi cầu thủ này thể hiện một số kỹ năng chơi bóng khá ổn. Đó là những lời được trích ra trong một bài báo cáo đến một thành viên ban huấn luyện Cadiz. Nhưng bạn sẽ không thể tin được đâu. Những ghi nhận tích cực trên đây là về một cầu thủ Việt Nam 100% gốc Hà Tĩnh với cái tên Hoàng Vĩnh Nguyên. Không cần kèn trống mà chỉ cần có hành trang là kiến thức bóng đá vững vàng, cốt lõi từ khóa 4 Học viện Hoàng Gia Lai JMG. Cầu thủ sinh năm 2002 đặt chân đến Tây Ban Nha với hy vọng mở ra một chương mới cho bản thân và cả đất nước. Những ngày qua, chuyến phiêu lưu của ngôi sao trẻ Hoàng Vĩnh Nguyên đến Cadiz đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người cho rằng Vĩnh Nguyên chỉ giống với Quang Hải, một bản hợp đồng mang tính thương mại nhất thời lúc trước của Pool, nhưng rồi cũng lầm lũi quay về V-League để cứu vãn sự nghiệp. Thế nhưng Vĩnh Nguyên thậm chí còn chẳng được có may mắn đó. Anh chỉ có một tháng ngắn ngủi tại Cadiz và nhiệm vụ của Sao Mai sinh năm 2002 là tự tạo ra một hy vọng bám trụ lại câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Theo lịch trình ban đầu, Vĩnh Nguyên sẽ được đánh giá, huấn luyện và được hỗ trợ bởi các thành viên của Cadiz, bao gồm huấn luyện viên chuyên môn, chuyên gia phụ trách dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý, chuyên gia vật lý trị liệu và phân tích hiệu suất trong lúc thi đấu. Khi đến Cadiz, điểm khởi đầu của Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ bắt đầu từ đội trẻ. Rõ ràng, đây là một hành trình thú vị với một nhân tố chỉ mới 21 tuổi. Cậu ấy có thể từng bước điều chỉnh nhịp độ bản thân sao cho phù hợp với múi giờ, khí hậu của Tây Ban Nha. Đồng thời, việc làm quen với đội hình phụ giúp Vĩnh Nguyên phần nào giảm sự căng thẳng, tăng thêm phần tự tin. Hy vọng Vĩnh Nguyên thích nghi tốt và có thể tham gia vào đội hình chính của Cadiz trong tháng 10. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào những gì mà Vĩnh Nguyên thể hiện trong thời gian còn lại của tháng 9. Càng tiềm năng, cơ hội của Vĩnh Nguyên lên đội một càng lớn, một đại diện của Cadiz cho hay. Dù đã biết Hoàng Vĩnh Nguyên vừa trải qua một chặng bay khá dài mệt mỏi, cộng thêm việc lệch múi giờ thi đấu, ban huấn luyện Cadiz chỉ muốn anh bắt đầu với một khối lượng tập luyện vừa phải. Một huấn luyện viên cũng được cắt cử để hỗ trợ kèm riêng cho Vĩnh Nguyên. Đáng khen thay, tiền vệ người Hà Tĩnh lại tự tin khẳng định mình khỏe và đề nghị được tập luyện với giáo án như bao cầu thủ bình thường khác của câu lạc bộ. Bất ngờ trước tinh thần của Vĩnh Nguyên, các huấn luyện viên của Cadiz quyết định điều chỉnh giáo án, tạo điều kiện để cầu thủ đến từ Việt Nam tham gia tập luyện trọn vẹn giáo án với đội U18. Và điều mà người hâm mộ Việt Nam mong chờ đã đến, Vĩnh Nguyên tham gia vào một trận đấu trên sân phạm vi nhỏ. Khi đó, cầu thủ 21 tuổi đã ghi cả 4 bàn thắng, với một trong số đó là một cú sút xa ghim bóng vào góc cao. Thậm chí theo ghi nhận, các cầu thủ lứa U18 Cadiz còn ôm lấy Vĩnh Nguyên và hỏi nhau rằng: "Gã quái này đến từ đâu vậy?" Có thể nói rằng đây là điểm đáng mừng với Hoàng Vĩnh Nguyên. Với Sao Mai sinh năm 2002, việc được tiếp cận với một môi trường bóng đá đẳng cấp tại châu Âu thực sự đã trở thành giấc mơ với tiền vệ này. Điều này hứa hẹn sẽ là bước tiến lớn giúp cho người con gốc Hà Tĩnh trưởng thành hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để đạt được những gì như hiện tại, Vĩnh Nguyên đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Trưởng thành từ lò đào tạo khoa 4 của Học viện Hoàng Gia Lai JMG, cầu thủ sinh năm 2002 được đánh giá cao về tư duy chiến thuật, cùng với đó là những đường truyền dài với biệt danh Xuân Trường 2.0. Vĩnh Nguyên thi đấu ở hầu hết các lứa đội trẻ của Hoàng Gia Lai và Học viện Lưu Thư Phú. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ này là giành ngôi vô địch giải U21 quốc gia năm 2021. Dù cho thi đấu càng lúc càng hay, nhưng với vóc người nhỏ nhắn và khả năng tranh chấp kém khiến Vĩnh Nguyên không được đánh giá cao so với những đàn anh tại Hoàng Gia Lai. Để rồi, số phận đã đẩy đưa cầu thủ này đến Long An thi đấu tại giải hạng nhất trong mùa giải 2022. Do vậy, chính mảnh đất miền Tây Nam Bộ đã giúp Vĩnh Nguyên tỏa sáng trước khi lên chơi tại V-League 2023 cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể thấy, việc không có chỗ đứng tại phố núi cũng chẳng quan trọng khi mà cầu thủ người Hà Tĩnh vẫn biết cách vươn mình để ngày một tiến bộ. Vĩnh Nguyên cũng từng góp mặt trong danh sách triệu tập của U19 Việt Nam cách đây 4 năm. Thậm chí đầu tháng 3, anh được huấn luyện viên Philippe Trouzet triệu tập lên U23 Việt Nam, chuẩn bị cho Doha Cup và SEA Games 32, nhưng bị loại sau đó. Nhưng có công mà sắc có ngày nên kim, Vĩnh Nguyên đã được đền đáp xứng đáng khi ăn lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch của câu lạc bộ đang chờ tại La Liga là Cadiz. Để rồi, Vĩnh Nguyên là cái tên được chọn cho chuyến tu nghiệp tại Tây Ban Nha. Và anh đã tỏa sáng với 4 bàn thắng ghi được và gây ấn tượng ban đầu. Đó là cơ sở tối ưu nhất để Vĩnh Nguyên bám trụ lại Cadiz lâu hơn nữa, thay vì một thời gian quá ngắn như đã định. Hoàng Vĩnh Nguyên cũng không giấu được sự hạnh phúc trong buổi tập với đội U18 Cadiz. "Tôi không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh và suôn sẻ đến như vậy. Hy vọng tôi sẽ làm được một điều gì đó sắp tới." Trong những ngày tiếp theo, Vĩnh Nguyên sẽ được lên đội B của Cadiz để tập luyện. Điều dễ nhận ra là tốc độ, thể lực ở nhóm này đương nhiên đòi hỏi ở tầm cao hơn. Thậm chí một số trụ cột đội 1 của Cadiz trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương cũng sẽ luyện tập cùng. Đây là cơ hội không phải lúc nào mà một cầu thủ Việt Nam cũng có được.
Chuyến đi Tây Ban Nha của Vĩnh Nguyên góp một phần vào bước phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Các huấn luyện viên ở châu Âu cũng có thể nhìn thấy được dáng dấp của một cầu thủ Đông Nam Á như thế nào bên cạnh những gương mặt nội địa. Thậm chí dù chỉ vừa bắt đầu, nhưng Cadiz đang được hưởng lợi rất nhiều từ Vĩnh Nguyên. Sự có mặt của cầu thủ người Việt Nam đã nhanh chóng mang đến những điểm nhấn, đặc biệt là trên fanpage chính thức của câu lạc bộ. Nếu như trước đó các bài đăng trên trang chính thức của Cadiz chỉ thu hút lượng tương tác hạn chế, khoảng vài trăm like, cao nhất là cũng chỉ đến khoảng 1.000 like. Tuy nhiên, trong hai bài đăng liên quan đến Hoàng Vĩnh Nguyên, lượt like đều rất khủng. Ngoài ra, nhờ sự góp mặt của Vĩnh Nguyên, lượt theo dõi trên fanpage chính thức của Cadiz cũng tăng đáng kể trong những ngày qua. Với việc biết cách ghi dấu ấn đậm nét, đồng thời giúp câu lạc bộ tăng mạnh về truyền thông, rõ ràng ban huấn luyện Cadiz sẽ lưu ý rất nhiều trong việc kéo dài thời gian ăn tập của Vĩnh Nguyên, chỉ cần anh giữ được phong thái tập luyện chuyên nghiệp. Tây Ban Nha luôn có những cầu thủ nhỏ con đến từ châu Á, luôn có đất dụng võ. Điều mà Lee Kang-in trước đó hay Takefusa Kubo của hiện tại đã và đang chứng minh rõ nét. Không thể so sánh Vĩnh Nguyên với hai ngôi sao này, nhưng rõ ràng anh vẫn có hy vọng bám trụ để tự mở ra mình một chương mới trong sự nghiệp tuyệt vời hơn. Hy vọng rằng chuyến du học ngắn mà chất lượng của Vĩnh Nguyên sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Với những phẩm chất kỹ thuật cá nhân hơn người của mình, tiền vệ người Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện nó để tiếp tục gây ấn tượng với ban huấn luyện Cadiz. Những người đã đánh giá khá cao tài năng này chắc chắn sẽ là một vụ nổ tại Việt Nam nếu như Vĩnh Nguyên được câu lạc bộ của La Liga giữ lại, dù biết rằng cơ hội là không cao. Nhưng việc ghi bàn và ghi điểm trong mắt một câu lạc bộ châu Âu là điều đã biến Hoàng Vĩnh Nguyên nổi bật hơn rất nhiều người. Việc có một cầu thủ Việt Nam chơi bóng ở La Liga sẽ mở ra một chương mới cho nền bóng đá nước nhà để hội nhập và phát triển nhanh hơn. Chuyến hành trình tại Cadiz của Hoàng Vĩnh Nguyên cứ vậy mà mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Hãy cùng chờ xem liệu tài năng của Hoàng Vĩnh Nguyên có đủ lớn hơn để thuyết phục Cadiz rằng anh hoàn toàn có thể hòa nhập và chơi bóng ở châu Âu, cũng như biến bản thân mình thành một niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam hay không.